Ok, dạ, hello bạn đã trở lại với Sinh Quân. Mình là Hành Trung Game ở đây. Chào mừng bạn đến với tập mà mình giới thiệu server Gata 5 của mình nha mọi người. À, sau thời gian mà mình ấp ủ thì mình đã quyết định là open một cái server chính thức của mình. Đó là server LSGBX Hành Trung Game Minh ha. Thì cái này là mình đã open thành phố vào ngày 1 tháng 6. Thành phố là được phát triển theo định hướng là thành phố goplay và chiếm đóng nha mọi người. Đó. Đây là thông tin cơ bản về meta của thành phố. Mình đã rất là đầu tư chất xám cũng như là thời gian nghiên cứu những cái meta hay và những cái tính năng hay để kết hợp lại làm cho một cái meta nó cực kỳ gắn gắn kết với nhau và dài hạn để cho mọi người chơi nó thật sự là cuốn cuốn và hấp dẫn. À, đây là kinh nghiệm dựa trên kinh nghiệm đúc kết của mình chơi rất là nhiều server và mình phát triển lên thành phố này của mình ha. Mong các bạn ủng hộ cũng như là đồng hành cùng mình, gắn bó mình với server LSRBX Hình Chung Nghiêm Minh nha. Các bạn từng chơi server 1 á, khi qua server mới này mình vẫn hỗ trợ luôn nha mọi người. Bạn nào chơi tâm huyết nhiệt tình thì các bạn cứ vô đây chơi ha. Mình hứa với bạn là mình sẽ hỗ trợ các bạn hết. Còn những các bạn nào mà không chơi thì thôi. Đó, còn đây là những cái hình ảnh mà open ha. 4 ngày nay thì server mới hoạt động ổn định thì mình mới có thời gian mình làm video cho bạn xem. Đó, sau khi video review thành phố cũng như là hướng dẫn cho bạn vô game này xong á thì mình sẽ bắt đầu mình quay season 2 nha mọi người. Nên hôm nay là tập giới thiệu thôi. Đó, mình có những cái hỗ trợ cho những bạn server 1 với server 2 nè, mình có thông báo đầy đủ cho thành phố nha. Các bạn vô đây để các bạn theo dõi cũng như nắm chi tiết nha. Video quá dài nè. Ủa gì cái này quá dài mình viết rất là nhiều luôn các bạn. Nên rất là khó để đọc hết cho các bạn xem. Hiện tại có sự kiện chiếm đóng đó nha. Đây là hướng dẫn bạn vô nha. Đầu tiên các bạn tải RayMB ở cái địa chỉ là ray.mb ha. Bạn download về. Đó. Thì nó sẽ tải cái Ray này về và nó sẽ lên một cái launcher chơi như thế này. Đó. Sau khi các bạn cài đặt xong, các bạn để vô server của mình thì các bạn gõ là ls gạch gb. Đó là sẽ ra server mình. LSGB Community sạc Hành Trung Game Minh nha mọi người. Server 2 nha mọi người, lưu ý nha. Hiện tại server đang 58 người hoạt động nha. Ok, let's go. Bây giờ mình sẽ vô cho bạn xem nha. Nó sẽ như thế nào. Ok, dạ hello mọi người ha. Đó, đây là khi mình đã vô server ha mọi người. Đứng cạnh mình đây chính là chiếc VF8. Đó, đây là chiếc xe độc quyền mà mình được bạn modder Dư Khả Minh tặng cho server của mình ha. Đó, đây là chiếc xe bản quyền từ bạn mod chiếc VinFast này luôn nha các bạn. À, rất là đẹp luôn, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều ha. Đó, để khởi đầu game thì các bạn sẽ xuất hiện ở đây nha mọi người. Các bạn chơi các bạn để nắm được meta, các bạn sẽ làm nhiệm vụ tân thủ nha các bạn. À, các bạn nhìn làm xong nhiệm vụ tân thủ, các bạn làm nhiệm vụ ngày nào các bạn. Trong cái meta này của mình đó các bạn, thì cái điểm kinh nghiệm, cái level của bạn rất là quan trọng nha. Khi bạn đủ level thì các bạn mới cầm được súng, và khi càng lên level cao á bạn thì các bạn sẽ cầm được súng càng xịn hơn ha. Đó, nên là những các bạn cày, những bạn chăm cày nữa, những bạn chịu khó đi làm nữa, các bạn level cây thì các bạn sẽ level cao thì các bạn sẽ rất là mạnh đó, sẽ rất là chiến nha. À, còn các bạn như bay mới vô, các bạn gọi là ý à, mình sắp chết đói rồi, mình phải đi ăn một cái gì đó thôi. Holy shit, đó, mình đang chạy cùng VF8 nha mọi người, thành phố đang khá là sôi động. Đó, đây còn VF8 nha các bạn, chưa dịp review nó nữa nhưng mà bữa nay lấy tạm để đi nha. À, quên nói với bạn là server đang có hai sự kiện mọi người. Sự kiện đầu tiên là bốc vác nhận VF8, là nhận chiếc VF8 này hoàn toàn miễn phí nha. Và sự kiện thứ hai là nhận chiếc VinFast lúc A hả, phiên bản Turbo 2.0 cũng hoàn toàn miễn phí luôn, với điều kiện các bạn treo 150 tiếng ha, để mình mua đồ ăn nước uống cái. Ôi trời, tôi mới vô tôi đã đói khát nữa bạn, cơn đói hoành hành mình. Hay à, đây rồi, đem năng cái. Ở thành phố này các bạn, cho các bạn thắc mắc á, thì mình sẽ chơi với hai vị trí nha. Khi mình quay phim á thì mình sẽ là nhân vật Hào Nam, còn khi mà mình hoạt động bình thường á mình sẽ là một anh cảnh sát trong đây các bạn. Là có nghĩa là khi các bạn gặp mình trong thành phố này á thì mình sẽ là một anh cảnh sát các bạn ạ. Ủa, mình sẽ hơi bị gọi là nghiêm túc luôn. Đó, để nhập vai một chàng cảnh sát hoặc là vui vẻ hoặc là đúng lực nha mọi người. Đó, nên các bạn đừng có bất ngờ khi gặp mình ở cương vị cảnh sát nha các bạn. Còn khi mình quay phim thì mình sẽ ở nhân vật là Hạo Nam, mình chơi hai nhân vật lần nha các bạn. Ui anh ta có cái xe đẹp thế nhờ. Thì đầu tiên thì mình sẽ review qua cái đồn bệnh viện thành phố của mình nha mọi người.
để mình tới bệnh viện mình xem y tá bác sĩ ở đây như thế nào các bạn, cho bạn thắc mắc ha. Ok, let's go. Đi còn Vin phòng và lúc này. Hoàn chương Á đù, nghe sao đẹp dữ vậy? bình thường hả em? Ủa vậy hóa ra anh có cũng có xe này à? Anh có chứ, anh chăm chỉ đi làm mà có chứ. Vậy. Ôi bác sĩ mặc đồ đẹp thế nhờ. Hay 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 bộ đồ này em đẹp không? Ừ, cũng Bộ đẹp đạo mà. bộ đồ này chính tay em chọn á. Qua server này thì em làm việc gì ở trường? Thì em làm bác sĩ. Ôi bác Anh biết ở đó sĩ. em đứng ở đây là em là bác sĩ rồi. Ok nha bạn, bạn nào muốn gặp bác sĩ trường thì tới đây nha bạn. Bác sĩ trường đã quay trở lại ở đây. Dắt anh tham quan một vòng đồn bác sĩ được không? Được chứ, được chứ. Mà tính khoe anh xe của em mà thôi, anh có xe đó rồi thôi. Phải vô đây Ghê chơi vậy, có VinFast Cam luôn kìa, trường đãi đi. với ta. Quá dữ. Ôi có bảo Đó, vệ luôn hả? có chứ. Đây là bảo Ôi vệ của bệnh viện mình nè. quá đã luôn, chào chú bảo vệ nhá. Rồi bác sĩ mà có cả bảo vệ trong đây nữa. Ôi con đầu các em y tá đã quá trường. Nghĩ nào Y vậy? tá, y tá giám đốc bác sĩ, giám đốc của Gì em á. giám đốc em á hả? Đúng rồi. Nào kêu ra bắt tay với anh gái Giám đốc rồi. ơi, có khách tới chào hỏi giám đốc. Alo 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 alo, chào giám đốc nha. Trời chào anh ơi nha. giám đốc bán trái cây gì? Giám đốc đeo gì quá trời đeo vậy? Dễ Em trơn. cũng nói Cái này người ta gọi là phong cách, anh hiểu không? rồi, phong cách dữ chưa? Giám đốc bán trái cây các bạn ơi, không dám nhìn luôn á. Thôi quay mặt Em thấy lại. anh hơi thấp ha. Không có, tôi cũng cao 1m91 đó. Chào mà. Đôi dép của anh đẹp đó. Chứ sao? Em giám đốc hả? Còn đây là vàng Mỹ Nam của em hả? Trời ơi. Công việc Mỹ dạo Nam này vậy anh? sao rồi? Đây vàng, đây là idol Hàn Quốc em mới tuyển về. Ghê vậy, bác sĩ làm như idol trời, nhìn Nè mỗi thằng một màu tóc anh thấy không? kể cả bảo Ê vệ cũng chứ nhuộm tóc mà. trường đứng vô đây nữa, trường Không trường đứng có. vô đây nữa là đủ 4 thằng luôn. Ghê vậy ta. Bác Ủa sĩ anh mà đứng có ngoài thằng đẹp đời đứng trai làm không? chi? Gì vậy? Trai Hàn Hàn Quốc đó anh, Hình anh I đứng vô đây nè. am Korea, Bác sĩ Hàn Quốc hả? Korea, Sawadee Bác sĩ khap. đất Hàn luôn nè. Gì ghê vậy? Sawadee Còn này bác sĩ gì đây? Ủa, bác sĩ tóc hồng này có miệng không vậy? Giám đốc ơi. Bác sĩ sĩ này này là có sad miệng boy nhưng nên mà là giọng nói ít chưa có lắm. bể. Bác sĩ này không biết nói chuyện à. Đây bên em sẽ giới thiệu một cái gọi là chuyên môn mới à nè anh. Nào có gì đâu, giới thiệu cho anh nghe rồi. Anh vô đây, vô đây. Có gì lạ ta? Tạm thời anh là sếp nên là em sẽ cho anh vô đây tham quan nhé. Ok, anh đi review mà phải cho anh tham quan chứ. Đây Lê đây là gì? một cơ chế mới của bác sĩ là mua túi cứu thương để gọi là cứu Cứu trực tiếp người bệnh trực nhân ở tiếp. tại chỗ luôn. Wow. Cứu vậy là cứu trực tiếp tại chỗ luôn không? Khỏi đưa về Cứu bệnh tại viện chỗ. phải không? Đúng Đúng rồi. rồi anh. Cái mã này là lựa chọn của bệnh nhân nên là cũng có mắc phí á. Phí Bao thì khá nhiêu? hơi Nào cao mà và lấy rảnh tiền giá thì một mua. trăm rưỡi. Gì 150 hả? Mắc dữ vậy? 150 thêm 3 số 0 nữa. Trời ơi, 150.000 hả? Đúng rồi. Đắt Bác sĩ cũng phải bỏ thế. tiền ra để mua bộ cứu thương mà. Bác sĩ mua Trời nhiêu? ơi, một Bác bộ sĩ 100.000 mua trăm mấy ngàn. 100.000 ăn gì lời 50.000 dữ vậy? Trăm mốt này cơ chế, thôi. này cơ chế đặc biệt mà, cơ chế đặc biệt mà. Thì giám Trăm đốc mốt bác sĩ thì cho nghỉ trăm không mốt. đi. Giám đốc nói Giám vậy chết rồi. đốc gắt quá. Ở trời trong này À, có đây một thằng đầu là trọc những nữa nè. Ở bệnh đây độc là ở này, đây. Bệnh nhân hả? này thực tập sinh của bệnh viện á. Đây, đây em nói nghe, đây là Ê, thằng, trời ơi nó có ok. đánh giám đốc luôn kìa, anh thấy không? Nhầm đánh giám Trời đốc ơi. hả? Đây, thằng này là em trai của sát thủ đầu trọc. Ồ vậy hả? Em trai của sát thủ đầu trọng sao bác sĩ ai cũng đẹp trai, con này xấu quắc sao cho nó làm thực tập được em? Bởi vậy nó sống mới làm thực tập đó anh, cho nó đẹp đẹp là nó thành vậy rồi. Đó, Thành phó giám đốc hết trơn rồi. vậy bác sĩ ai cũng đẹp hết, con khứa này xấu quắc. Đầu Vậy còn mới nói là bệnh này. chọc nữa.
Quá tại, cố gắng lên em ơi, mày làm gì sao mày ấy được, mày đi hết tóc Hàn Quốc đi Phúc Đao ơi. Để đầu chọc cho đẹp bên ơi. Không đâu, không đẹp mày ơi, nhìn mày xấu quá Gương à. mặt Mày xấu nói quá thiệt rồi luôn mày á. ơi. Thì qua server mới thì ngoài quay phim thì Bonnie là cũng làm trực tiếp làm giám đốc nha, còn Trường làm phó giám đốc của bác sĩ nha mọi người. Nè, Các cho anh bạn coi này nè, hết có hồn luôn, gì đứng im đó, đứng ơi, im đừng đó, lột nhìn đồ nè. rồi nha, Không không hết nhìn nè, nhìn hồn nè. quá nào. Anh nhìn nè. Rồi dạ, gửi Giơ gì? tay lên. Ủa thấy cái gì đâu, có cái dao thôi Sao? mà làm gì ghê. Sạ, cất vô, thấy chưa? Sợ chưa? Ôi Rút dao ra nè. có cái dao bấm vậy thôi hả, Tập cất vô nè, nghe chưa? nhưng mà có cái gì khủng khiếp Lãnh đâu Trường. lộn. Xin À, lỗi. em nghe. Ủa cái dao bấm nó có gì khủng khiếp dữ không? Dao bấm đó là dao của bác sĩ, dành riêng của bác sĩ. Để đi mổ quá Đúng vậy rồi anh. đúng móc ra, móc ra kè để trời thiệt chứ quải đạn gì chứ. Sợ Nhiều khi chưa? nhiều lúc thì buồn thì mổ người ta nè, giống vậy nè. Ấy ghê quá mẹ ơi, thôi dẹp vô đi, anh sợ quá, anh sợ mấy đồ vật nhọn quá à. Bác sĩ rảnh quá ha, đứng đây chống mạnh Ờ sao lại khoanh anh nhảy lên bàn của bác sĩ vậy? tay à. Xin lỗi, anh tưởng chỗ này leo ra được. Mọi người vô gà bác sĩ ơi. Ôi có anh đầu hồng nè. Mùi gì anh ơi? Wow, Bây hình giờ anh bọn đầu em phải hồng này cũng đi đảo cứu ha. người. Có Ước gì gì bác bác sĩ sĩ cho cho viên thuốc. thuốc à. Mấy anh trai này không muốn mua Ai thuốc nhà mà cho muốn muốn tôi, đâu xin có đi vụ chứ. mà miễn phí đâu anh ơi. Trời khổ rồi chứ. Ôi ơi, anh Hàn Quốc nè, nói chuyện dữ ta. À mà anh ơi, Hả? em xin 5 phút có gì anh điên truyền giúp em cái vụ này được không anh? Tuyên truyền sao Vụ này đó lớn lắm, vụ này lớn lắm. đào nói anh nghe vụ gì? Vụ này bác sĩ chúng em á Ừ bị thiếu nhân lực, à bác nên sĩ chúng là cần gọi là một BG để mà tuyển dụng bác sĩ. à là bác sĩ đang tuyển dụng các bạn à, nó muốn mình quảng cáo cho bác sĩ để được tuyển thêm người nha các bạn. Bạn nào muốn xin vô làm bác sĩ liên hệ thằng Trường hoặc là Bonnie ha. Trời ơi chào hỏi quá ta, anh bác sĩ này thân thiết lắm, sao mà gặp tôi cái chào hỏi hết rồi. Không, tại vì em lỡ nói với mấy bạn này là anh là ca sĩ Hàn Quốc á, là tưởng À người nổi tiếng. đến người nổi tiếng hả? Ổng quơ ổng À, anh mới ổng đi quơ ổng quơ Nhật em đi về. quét À hay được nãy giờ quên vụ này nữa, rồi vụ gì anh trai nãy Hàn Quốc giờ này khách hơi vip u tới ớ kìa. mà quên chào hỏi, quên hỏi sức khỏe bình tình anh như thế nào, có còn Bán mua anh thuốc viên gì thuốc không, rồi, anh nãy giờ anh còn nửa máu nè, anh đói bụng nè, bán anh viên thuốc rồi. ai ai nhanh gì thì cứ lẹ trời. Rồi, ăn viên thuốc cái rồi, cảm Bởi ơn vậy nha tôi bác mới sĩ làm giám ơi. đốc đó. Rồi, cảm ơn bác sĩ nha, bác sĩ dạo này có chuẩn bị livestream không để BG cho bác sĩ luôn nè. Có anh ơi. Có đúng không, hình như em nghe nói em đổi kênh mới đúng không, Đúng rồi anh ơi. Gì kênh bác mới của em tên gì? về hút người Kênh hai mới của em tên là cho Bonnie hỏi Cutie à. anh Bonnie có gì Cutie, súng ở em dưới chắc không, ra đây hỏi để mọi hút người người biết, hai mọi vậy. người lên. Ấy da, cái gì tới nữa vậy? Thằng nào chơi anh vậy? Là anh mua cho vợ của ông á hay sao? Rồi ok, À. các bạn qua kênh này, kênh mới này các bạn, cái kênh kia của Bonnie bị mất rồi nha các bạn. Các bạn qua kênh này để coi livestream của bác sĩ nha mọi người. Rồi được Nếu mà rồi, ông mua giờ thì ông vô. bye bye mấy anh em bác sĩ nha, anh đi qua đồn cảnh sát anh chơi chút đây. Rồi bye bye anh Ok anh nha. ơi. Bye Nếu mà có bị khuyết tật hay là bị gì á, cứ tới bệnh viện chữa được hết. Ghê ghê ghê, ai Ra đẹp vậy trời. vậy. Xe tôi đó, xe tôi đó. Xe của ca sĩ đó, đừng. Đừng đụng lên xe của anh. Đừng. Xe mới trả đi. Nè, đi qua đây em khoe xe của em cho anh coi. Đâu xe nào? À, qua đây nè. Rồi trời, khoe nữa chứ. Bác sĩ đi. Xe này giống tóc em nè. Xe Đâu em vậy đâu? trời? Nè, Xe đi giám cướp. đốc. Xe giám đốc một chút ép vậy. Đẹp không? Không, nhỏ xíu à. Ủa, xe chi Mini đâu mà to? quá à. Ủa xe này của chị à? Đẹp là được rồi. Ủa sao hôm qua chị nói là chị mới mua con siêu xe này, siêu xe hả? Này Ủa gì? Xe này này đẹp hai chiếc chưa? này chắc bằng một chiếc VinFast này, quá quá nhỏ này, sao em đi cứu người Quá được dễ em. thương luôn. Xe này của Trường hả Trường?
Đúng rồi. Ờ, Quá dễ thương luôn. em còn Chưa. dễ luôn chưa độ. Quá đã ta. Thôi được Đã rồi, đi. tụi em lưu bu quá, để anh đi review tiếp đây. Ok nói. Anh đi Ok, đây. bye bye nhé. Coi kìa, quỷ kia kìa. Ủa em? Ủa em? Xe giống nó em tặng em đây hả? Ủa em, mày có nhầm lẫn gì không mày? Đứng làm kiểu gì thiệt kìa kìa. Quá lại chúa luôn chứ. Xe này anh đang cắt cho em mà. Quá anh đá em giờ hả? Anh đi đây mày ơi. Mê quá, đi bốc vác đi, bốc vác giết để lấy xe đi mày ơi. Tôi đi đây. Nó dựa xe kìa. Vương vương nó hài chứ. Kìa xe đó xe gớm kìa bạn. Xe đó xe gớm kìa đó bạn. Nó lại giữa xe mình. Thiệt là quái đạn như vậy. Đó, đó là OC các bạn, có nghĩa là ngoài lúc quay phim á thì mấy anh em như là trường Pony á thì sẽ làm bác sĩ. Các bạn nào muốn tham gia bác sĩ cùng trường với Pony thì có thể qua đăng ký nha. Còn lại bây giờ mình sẽ tới đồn cảnh sát LSPD. Oh yeah. Nơi gắn bó với biết bao nhiêu kỷ niệm, mọi thứ trong thành phố hai là thay đổi hoàn toàn các bạn, tất cả sẽ được làm lại hết nha. Bác sĩ qua tới đây theo mình chứ nữa chi trời. Ôi, mới vô đập vô mắt giờ là dàn xe VinFast lúc A cũng của bạn Dương Khả Minh tặng anh em server mình nha mọi người. Bản mod chính chủ nha các bạn. Quá đã, dàn xe VinFast. Nhìn mướt con mắt thì chứ. Đẳng cấp thì chứ các bạn. Vô. Để mình tiến hành. Ôi, đồ mi đi đông quá nha. Chào anh nhá. Chào sếp. Vâng, anh Cho cho em em biết tới em tham đi đi quan nào. một vòng được không sếp? Ok. À, ok. Đây là sếp Hải Gà nha mọi người. Qua season 7 2 này thì sếp Hải Gà sẽ là giám đốc của lực lượng PD thành phố ha. Ở ngoài lúc quay phim thì khác, nhưng mà khi mà chơi game bình thường các bạn thì ship Hải Gà sẽ làm giám đốc thành phố ha. Ok, ship Hải Gà dắt mọi người đi review một vòng đồn cảnh sát ship ơi. Alo Ok, ship. đây anh em, mình đi vào đây. Hiện tại thì Ok. lúc nãy thì cũng đã có tập trung anh em ra đây để đón tiếp rồi ấy, À, nhưng ok mà sếp. tại anh em lại đang có một cái chuyên án khẩn cấp nên là anh em lại đang ở tập trung ở trong cái phòng họp này để triển khai chuyên án, Nghe căng anh thông thẳng ấy cảm. nhà sếp nhờ. Đây đây đây, anh em đang Vừa rồi tôi triển khai Ôi ơi, những cái nhiệm Dương vụ Luyết. cái chuyên án ở trong này, Tuần mới đó, Dương anh em Luyết nắm giờ rõ làm chưa? đội trưởng các bạn ạ. Rõ rồi. Rồi xem ơi. Rồi, có đồng chí nào có ý kiến gì không? Có đóng góp gì không? Căng thẳng gì chứ. Không. À, có ai vô đó đồng chí à? Dạ em phóng viên của thành phố sếp ơi, em tới đây em review một ngày làm việc của mấy anh cảnh sát mà. Ủa? À, chào anh nhé. Dạ dạ xin hỏi sếp chức vụ gì tên gì ạ? À, tôi tên là Tokuda, chức vụ là phó đồn cảnh sát này ha. Chào sếp nha. Em phóng viên thôi. Em phóng viên quèn của thành phố. Xin chào sếp. Rồi, anh tới đây có phỏng vấn gì không? Về vấn đề gì hoặc là triển khai vấn đề gì đó, anh nói chuyện với tôi nha, làm việc với tôi rồi. Dạ em sao sao anh nghe anh còn căng hơn cảnh sát trưởng là anh phó giám đốc. Phó giám đốc bị căng À, tôi thì tính cách từ nhỏ là như vậy anh rồi, à. có gì thì anh cứ làm việc với anh quản lý cảnh sát Tokuda này nhá. Anh tên là Tokuda hả? Đúng rồi, Xác chính tên xác. là Shigeo Tokuda. Anh có thể Trước thì anh cho đóng em phim nhưng mà bây giờ anh làm cảnh sát. hỏi sơ về cái chính sách cũng như là cái những cái hoạt động của cảnh sát trong thành phố này như thế nào không anh? Cũng như chính sách tuyển dụng của cảnh sát là như thế nào để mọi người biết để xin vô á. À thì bây giờ hiện tại đồn cảnh sát của chúng tôi đang vừa mới thành lập thôi, thì bây giờ nói chung là mọi thứ nó còn sơ sài, nhưng mà tôi đã củng cố cái lực lượng này theo cái mục tiêu của chúng tôi là củng cố cho nó cứng cái lực lượng này trước đã, rồi tuyển dụng vào thì lúc đó mọi người sẽ được cứng cáp hơn và nghiệp vụ nó sẽ cao, sẽ đào tạo người mới một cách nhanh hơn, cho nên thì chúng tôi chủ trương là bây giờ
ít nhưng mà chất lượng. Dạ mấy anh chủ yếu là nghe rõ mà. Những tôi nghe rõ sếp, nhưng mà mấy anh hoạt động. Alo, anh nghe tôi nói không? Alo, anh nghe tôi nói không? Tôi nghe anh nói. Alo. Nghe mình là bị lắc mic. Alo, anh nghe tôi nói chưa? À, tôi nghe anh nói rồi. Tôi vẫn nghe anh nói nãy giờ mà, nhưng mà ý tôi muốn hỏi là mấy anh sẽ hoạt động từng tra kiểm soát những việc gì cho thành phố nào? Anh có thể nói sơ về cái công việc của cụ thể của cảnh sát là sẽ làm những gì không? Hiện tại thì chúng tôi đang triển khai ba đội để mà chuyên ba cái chuyên án. Đó là thứ nhất là ma túy và hàng cấm. Ôi. Thứ hai là những cái xe tải mà chở hàng lậu qua biên giới. Và thứ ba là các hoạt động của băng đảng. Chúng tôi có ba đội chuyên về ba cái chuyên án đó. Và chúng tôi đang cảm thấy ba cái chuyên án đó là lớn nhất trong thành phố rồi, cho nên chúng tôi tập trung làm trước những cái đó. Còn những cái đặc vặt thì chúng tôi sẽ tự chia nhau để mà hoạt động. Ok sếp, em gõ rồi. Không biết sếp có thể điều cho lực lượng của mình ra làm vài đường cơ bản để cho em có thể quay nhiều kiểu ảnh được không mấy sếp? Ra lộn mèo hay là bắn súng gì đó mấy sếp ạ? Cái này thì chuyên môn của đồng chí Hải nha, đồng chí trưởng cảnh sát, cho nên là tôi sẽ giao lại cho đồng chí trưởng đoàn cảnh sát này ha. Dạ, đồng chí Hải, đồng chí Hải nào kêu anh em nghe lộn mèo hay là múa giỏ gì cho chúng tôi có vài kiểu ảnh hấp dẫn được không đồng chí? Lực lượng cảnh sát phải bắn súng hay là múa giỏ giỏi chứ đúng không? Rồi đúng rồi, đúng rồi. Giờ tất cả anh em đứng dậy nào. Dạ, dạ. Ôi, bóc súng ra luôn các bạn. Ui, ghê vậy. Nhưng mà đầu cảnh sát này gần khứa tóc xanh lá như thế này đó nha các bạn. Không biết sao, ui quá. Bên cảnh sát này cũng đẹp trai lắm nha các bạn. Có chạm xanh lá là cái đầu hơi hài à. Nhìn xanh lá quá, còn đấy đâu nữa chứ. Quá tôi lật ngheo xanh lá này chứ. Đứng này mình coi các bạn. Mình coi mấy ông chí này diễn tập các bạn. Mấy ông chí diễn tập tình huống cho tôi coi. Ông chí ví dụ cầm tay không bắt cướp được không đồng chí? Đồng chí giữa hai đồng chí 32 và 7 sẽ diễn tập một tình huống là khi mà phát hiện các đối tượng chống đối thì sẽ sử dụng vũ khí tác nghiệp để mà ngăn chặn tấn công đối tượng, như là xử lý để khống chế đối tượng, dẫn đến để đảm bảo an toàn cho tính mạng cũng như là phá được chuyên án. Ok, đồng chí 32 bắt đầu đi đồng chí ơi. Ok ok. Đồng chí 3 đâu rồi? Ủa đồng chí. Ủa. Sao đồng chí 32 tôi thấy ba vậy? Wow. Ghê vậy. Đâu làm lại cái ship ơi, nãy em bị lắc ship ơi. Đây là nhiệm vụ cơ bản thôi các bạn. À là thông minh rồi. Dạ, làm lại là anh này cầm baton sẽ bị anh kia chích súng điện khống chế hả? Đúng. Rồi, vô đi. Đó, rồi vô. Bắt đầu rồi. Ngồi lẹ vậy. Với tác phong nhanh nhẹn và kinh nghiệm mà rèn luyện thì đồng chí số 7 đã sử dụng súng điện khống chế đối tượng số 32. Trong quá nhanh. Phát hiện đối tượng đang hái cần cũng như là đang có hành vi chống đối phản kháng. Wow, anh chị. Hết là tuyệt vời. Chúng tôi sẽ điều xe lên và đưa về nhà tù cũng như là xét xử vụ án này nếu mà nó không có tình tiết gì tiếp theo. Đây chỉ là một cái tình huống khá là đơn giản trong rất nhiều cái nghiệp vụ cũng như là kỹ năng cũng như là những cái tình huống xảy ra ở đồn cảnh sát ở trong thành phố này ấy. Có tình huống nào phức tạp nữa hơn nữa không sếp? Tình huống phức tạp nữa thì có lẽ là sẽ là giao tranh bằng sử dụng vũ khí hạng nặng đi. Hai đồng chí sẽ sử dụng súng. Sếp ơi, em hỏi nè, hỏi này hơi ấy cái nhà. Ví dụ như một đồng chí cân được ba người tình huống giống nãy không sếp? Cho một đồng chí giỏi nhất của sếp ra rồi ba người cầm baton, rồi đồng chí nó có khống chế nổi không? Sếp nha. sao gõ đầu em? Với cái việc là mẹ 1 cân 3 thì có lẽ tôi nghĩ là nó chỉ có trong phim thôi. Còn với bọn tôi thì nó sẽ là cái tinh thần đoàn kết và kinh nghiệm của các đồng chí phối hợp theo đội nhóm.
thì mới có thể phá được chuyên án cũng như là xử lý để giải quyết được cái tình huống nguy hiểm đến tính mạng của người dân cũng như là trong thành phố. Và tất nhiên là có sẽ có những cái tình huống nếu mà đã được chuẩn bị sẵn hoặc là chúng tôi đã có một đội hình phục kích mai phục sẵn thì tất nhiên là 1/3 nó cũng sẽ có thể xảy ra. Còn nếu mà để đối diện trực diện mà bảo là một đồng chí có thể 1/3 thì có lẽ là hơi khó khi mà có một cái lực lượng vũ khí ngang nhau. Ok sếp ạ. Về phần này tôi cũng muốn nói thêm cho đồng chí phóng viên được biết nè. Khi này nhìn dạc đó. Ở đây chúng tôi đề cao nhân tinh thần tập thể ha, đoàn kết của một tổ chức của nhà nước. Ở đây không phải là sàn diễn. Đồng chí chúng tôi không có đề cao được cá nhân ở đây và cũng không có phô diễn kỹ thuật kỹ năng nhiều. Và chúng tôi là một tập thể. Tôi mạnh về kỹ thuật và nhanh về các nghiệp vụ. Chúng tôi không có không phải là cầu thủ bóng đá mà để phô diễn kỹ năng cá nhân đồng chí à. À dạ 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 sếp. Ôi sếp nghiêm túc quá nha, sếp nhìn mặt dài dặn quá. Sếp ơi, hôm ấy giờ mình làm vòng mình huy động lực lượng mình đi từng tra xung quanh thành phố vòng coi tình hình thành phố sao được không, mấy sếp cho em đi theo được không? Ok. À dạ rồi. Các đồng chí ra xe nào, Ơi, xe kia nó chạy ghê quá sếp ơi, xe bác sĩ gì kìa. Ơi, xe này em có chìa khóa không sếp? Có nha. À, cho em đi chung nha sếp. Rồi, anh lên cho tôi đi. Sẵn kêu mấy đồng chí này chạy review một vòng luôn. Phóng viên này sao đi làm nghiệp tác nghiệp mà sao mặc đồ kỳ ta. Em phóng viên tuổi trẻ mà sếp, báo tuổi trẻ nó khác chứ là phải báo già đâu mà mặc đổi ghê vậy. Phải báo già báo đời rồi đâu. Thường tôi thấy em là phóng viên tờ báo đời sếp ơi. Thường tôi thấy các đồng chí qua ba bên làm việc với cảnh sát thì thường ăn mặc rất là nghiêm túc. Dạ, tôi thấy lạ tôi hỏi thôi. Em hụt tờ báo đời vậy sếp nên em mặc đồ hơi lạ. Đồ Bình Dương sếp ơi. Mấy sếp đi nhìn ngầu quá sếp ơi. Rồi, anh có quay lại phía sau, anh có thể quay lại phía sau để mà quay một cái đoạn phim để chúng tôi xem chúng tôi diễu hành như thế nào và đi tuần tra như thế nào ha. Ok sếp ạ. Ở đây chúng tôi đề cao tinh thần kỷ luật rất là cao. Quách thiệt chứ. Quá nhường như ông Hải qua đây quách quá các bạn ơi. Sếp chở em đi, sếp đi từng tới đâu rồi sếp? Bây giờ mình lên cái khu điểm nóng ở trên biên giới trước ha. Sếp vòng vòng trên phố trước đi. Sếp lượn qua vòng tôi không ghét sếp. Đâu em có gì đâu ngại. Em đi yêu á sếp, em quách quá trời mà ngại gì. Cái khu đó thì nó hơi nguy hiểm thôi nên bây giờ không chúng sao, ta từng tuần tra ở cái khu trong thành phố trước ha. Không sao, bữa nay để em tác nghiệp khu trong thành phố trước đi sếp ơi. Khu ngày mẵng để bữa khác để các bạn có yêu cầu thì em sẽ dẫn các bạn lên khu nguy hiểm sao. Các bạn nào yêu cầu thì làm gì? Các bạn khán thính giả của cái tờ báo của em. Tờ báo đời okay. Nhà em phóng viên okay, mình sếp. Đồng chí tham gia tham quan cái bệnh viện của thành phố mình chưa nhỉ? Dạ em đi rồi sếp ơi, em đi đầu tiên luôn mà thấy bên bệnh viện chạy cái đồ đẹp đúng nha, chứ không phải như bên đồ mình nhìn hơi xấu. Chúng tôi ở đây đề cao tinh thần hiệu quả thôi đồng chí. Chúng tôi đâu có phải diễn thời trang đâu mà phải đẹp. Sếp nói cái gì cũng đúng hết á. Ôi sếp ơi, có hai người dân nhìn như ăn cướp rồi sếp. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra hai anh công dân này luôn ha. Dạ. Ơi hai anh công dân hình như chạy kìa sếp ơi. Có đồng chí ơi, tiến hành kiểm tra hai công dân rồi đi. Hai này xui rồi. Gì đây? Yêu cầu anh dừng lại cho chúng tôi kiểm tra. Gầu quá giờ. Rồi đi xuống xe đi anh trai. Rồi bây giờ chúng tôi tiến hành kiểm tra chứng minh nhân dân và bằng lái xe ha. Ủa, thiệt chứ các bạn. Bạn này tới chuyên đề sao mà đi đọc với cảnh sát. Bạn này cho mình kiểm tra chứng minh nhân dân luôn ha. Ôi, vui quá bắt dữ ta. Này,
Dương à, Dương à. À rồi Dương núi. À, anh cho tôi kiểm tra bằng lái xe. Ủa mà có lái xe đâu mà. Anh là lái xe đúng không? Ừ. Rồi anh cho tôi kiểm tra bằng lái xe nha. Clip này lỏng căng quá anh trai nhở. Không có bằng lái xe thế ơi. À anh không có bằng lái xe sao anh điều khiển phương tiện thì được ta? Ờ thì sao ta? Nó chạy đi sếp. Đối tượng đã bỏ chạy, cái đồng chí đuổi theo. Ghê vậy hả? Đối tượng bỏ chạy luôn rồi nha. Đề nghị cái đồng chí đuổi theo. Đối tượng đâu rồi? Ôi, người cảnh sát nổ súng luôn các bạn ơi. Ôi, đối tượng bị kẹp lại rồi. Nhưng mà đối tượng vẫn chạy thoát các bạn ạ. Đối tượng lái một chiếc xe điên. Đối tượng chạy điên luôn rồi sếp ơi. Anh sao làm vậy? Chỉ là không có giấy phép các bạn mà bỏ chạy vậy đó hả? Căng quá, căng quá. Sếp ơi, bộ không có cái giấy phép lái xe là căng thẳng đó vậy hả sếp? Đối tượng bỏ chạy mà. Chúng tôi kiểm tra rất bình thường thôi. Nhưng mà đối tượng đã có tình không chấp hành. Đối tượng lũng bánh xe rồi kìa sếp ơi. Anh trai này có cái giấy tờ không lái xe các bạn. Và anh trai anh liều tới vậy các bạn. Anh này giang hồ rồi luôn. Anh vô ngó cục luôn rồi kìa. Trời ơi sao anh chạy thoát với vàng mini này đó các bạn. Kêu anh đâu bạn ơi. Đâu bạn ơi. Anh trai ơi có cái giấy lái xe mà anh chạy dữ vậy anh trai. Vì sao bạn lại chống đối đối tượng cảnh sát đó rồi sao? Hết tiền rồi, không có tiền được phạt, em phải chạy ơi. Thì chúng tôi có đâu có làm căng thẳng gì đâu, chúng tôi chỉ là nhắc nhở anh đi thi bằng lái xe thôi. Nhưng mà thái độ anh như vậy là không được rồi. Em run quá em chạy ơi. Rồi đề nghị cái đồng chí lục soát đối tượng này. Lục soát đối tượng này và xử đối tượng này theo quy định của pháp luật luôn ha. Chống đối người thi hành công vụ. Quá căng thẳng rồi các bạn ơi. Anh trai này chạy chiếc VinFast chạy điên luôn à. Lục soát xe luôn á các đồng chí. Xe này có bị cẩu về không sếp? Chắc chắn là bị giam rồi vì anh này không có bằng lái xe mà. Trời ơi sao anh có xe mà anh không có chịu đi học bằng lái xe vậy anh trai? Dạ. Sao anh trai có xe mà không chịu đi học bằng lái xe đi? Các đồng chí làm gì sếp ơi, dân chơi mà. Các đồng chí đem xe anh trai này vào đi nghe chứ. Anh này về nhà tù luôn nha. Trời ơi đi tù luôn kìa anh ơi. Ổn không anh trai, ổn không? Có xe này bị khóa sếp ơi. Khóa luôn kìa. Rồi bây giờ mình tịch thu xe này luôn đi, về đồn kiểm tra sau. Khóa quách thiệt chứ. Thì ngán con mấy sếp này căng thiệt chứ các bạn. Để coi sếp Dương xử lý rồi. Anh trai gâu xanh này chăm ra ngoài á anh trai. Rồi đưa đối tượng ra ngoài chờ xe chở đến đi tù nè. Anh trai kia ngáo điên gì chứ. Ê có hai người bạn của anh trai kia tới kìa sếp. Đề nghị các anh di chuyển khỏi chỗ này đi, khu vực cảnh sát đang làm việc nha. Ôi quách thiệt chứ. Nhưng lưới ngầu quá ngầu lắm bạn. Rồi xe nhà tù đang lên rồi. Hai anh này giống hai anh em vậy, hai tóc giống nhau quá vậy. Phải anh em không? Dạ không sếp ơi. Lần sau gặp các đồng chí công an thì anh phải hợp tác nha. Còn ấy thả cho bạn này dạ. Đi sếp ơi, nhìn thấy cũng tội sếp, thả cho lần đầu vậy thấy cũng ngoan không sếp. Chúng tôi ở đây làm việc đề cao tính kỷ luật lắm anh à. À dạ. Ôi xe tù tới luôn rồi, lẹm rồi. Rồi, đưa đối tượng lên xe đi các đồng chí. Lẹm rồi, xe tù tới hẹn rồi. Ôi, tạm biệt anh trai. Khóc luôn rồi các bạn. Ê, sao có xe cẩu tới luôn rồi. Xe cẩu tới tính cẩu chiếc F8 về luôn rồi. Xe cẩu tới tính cẩu xe về luôn hả sếp? Ba người đi làm ăn góp đi chứ bạn. Ba kêu xe cẩu tới cẩu luôn hả sếp? Sếp ơi. Tôi nghe đây anh phóng viên. Kêu xe cẩu tới tính cẩu xe về luôn rồi đó hả sếp?
Hả hả? Anh mấy nói anh, gì trong nghe rồi. Em mới thấy chiếc xe cẩu là của nhà nước luôn hả anh chạy? Đúng rồi, ở bên đó là xe cẩu để mà tạm giam xe đó trời. Ok anh ơi. À, bây giờ anh chở em ra chỗ công nhân bốc vác được không sếp? À, để em được, coi cái nghề tăng kinh nghiệm em hướng dẫn cho các bạn cái sếp. Ok ok. Một buổi đi từng của mấy sếp thiệt là căng thẳng quá đi. Em coi em đi chung mày mới ngồi hót tim nữa. Thật ra chúng tôi không muốn căng thẳng đâu. Chẳng qua là người ta chống đối mà, phải làm việc đúng pháp luật thôi. À dạ dạ, có nghĩa là ngoan là sẽ không bị gì đúng không sếp? Đúng rồi, thái độ nó quyết định tất cả anh trai à. Ồ, mày sếp có chuyện rồi nghe. Hợp lý quá nha. Rồi, đây là khu của các anh công nhân đang vác đồ đây. Dạ. Ồ, người dân đang đi bốc vác hả sếp? Đúng rồi, bốc vác ở đây. Mấy sếp vô, mấy sếp có quản lý chỗ này, mấy sếp vô thể hiện cho em gọi chút đỉnh có, nè. Nói chung thì ở đây thì nó không cho đậu xe ở trong này, cho nên là ai mà đậu xe này chúng tôi sẽ xử lý luôn. Dạ dạ dạ. Ôi, người dân nhà này người ta đi bốc vác hả sếp? Á đồ. Á đồ. Đồ cũ ơi. Gì ghê hả sếp? Nó gặp mấy sếp sao nó sợ vậy hả sếp? Ôi cái sếp. Cái sếp đầu cua này nhìn mặt ngầu quá vậy. Alo. Cái sếp đầu cua màu trắng này nhìn mặt ngầu quá. Đó thì anh có thể thấy được là những công nhân tới đây làm người ta đã có ý thức rất là tốt để đậu xe rất là đúng nơi quy định nè. À dạ. Có rồi. Ôi có con viên rác phòng giống của em quá sếp ơi. Sao con này giống của em quá vậy ta? Sếp ơi. Giống xe của mình chứ các bạn, chắc xe giống xe thôi ha. Dạ rồi, để em bóc về chiến nhật liệu, cảm ơn sếp đã đưa em tới đây nhá. Rồi ok. Rồi cho chúng tôi đi làm việc tiếp nhá. À, dạ dạ dạ. À sếp là ngầu điên nữa các bạn. Bắt đầu làm việc nè. Ok. Hãy đến chấm vàng để làm việc đây. Lấy vật liệu, đây là cái nghề farm vật liệu trong server mình nha các bạn. Ủa farm kinh nghiệm các bạn. Nghề này để lên cấp nha. Đó, các bạn sẽ bê một cái thùng gọi là cái thùng mà xi măng hay thùng gạch nữa các bạn ra tới điểm các bạn sẽ nhận được tiền và điểm kinh nghiệm nha các bạn. Điểm kinh nghiệm giúp các bạn lên cấp. Thì ở đây là đang là giờ vàng các bạn. Cái giờ vàng các bạn sẽ được nhân 2 kinh nghiệm và 4 kinh nghiệm các bạn ơi. Đó, người dân đang làm rất nhiệt tình các bạn. Các bạn muốn xin vô ngành cảnh sát hay là bác sĩ thì các bạn cũng phải đủ level để xin nha. Ê! Chạy đâu đây vậy? Đi cứu người. Bác sĩ đi cứu người các bạn. Ok. Ok là. Đó, rồi cái điểm kinh nghiệm của các bạn thì các bạn làm cái nghề này các bạn chạy đủ 3000 chuyến thì các bạn sẽ nhận được siêu xe. Bốc vác nhận siêu xe các bạn à. Đây là đang xây cái tòa nhà cho Vingroup các bạn ơi. Nên đủ 3000 thùng thì Vingroup sẽ tặng các bạn một chiếc siêu xe nha mọi người. À, cũng như là để lên cấp nha mọi người. Còn điểm kinh nghiệm các bạn sẽ xem đây nè các bạn. Như mình đang cấp 7 nữa bạn, mình đang có 1868 kinh nghiệm. Sạc 2.8 thì đủ 2.8 thì mình sẽ lên cấp ha. Ok, tiền kinh nghiệm của mình. Ok ha, thì video giới thiệu hôm nay sẽ kết thúc ở đây nha mọi người. Nếu các bạn muốn mình làm những video giới thiệu này về ngoại truyện, có nghĩa là không nằm trong kịch bản của cái cốt truyện season 2 các bạn, thì các bạn hãy để lại cho mình một like và subscribe để không chênh nổ của mình nha. Còn bạn nào thích server thì các bạn có thể vô chơi ủng hộ team mình cũng như là ủng hộ mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều ha. Các bạn nên nhớ là các bạn tham gia server đợt đầu các bạn sẽ được hỗ trợ là thứ nhất, cái thứ hai các bạn để các bạn sẽ làm main nòng cốt của server ha, đồng hành cùng mình phát triển thành phố lên đỉnh cao của thế giới luôn nha mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều. Hẹn gặp lại mọi người ở channel của mình vào ngày mai. À, ngày mai mình sẽ bắt đầu làm video lại đều hơn mọi người. Server mình đã hoàn thành rồi. Thì video này để cho bạn biết là mình đã chính thức hoàn thành cũng như là cái kế hoạch sắp tới của mình. Bye bye các bạn ha. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.